Hello chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình mới chơi ở game King Pit ha. Thì mình sẽ cố gắng thử nạp tất cả những cái code hiện có ở trong game á. Đây, thì đầu tiên mình sẽ set spawn point ạ. Đây. Ok. Rồi. Thì để nhập được những cái code thì các bạn hãy vào phần menu này. Các bạn nhấn code này. Thì những cái code này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé, video nhé. Thì đây là cái code đầu tiên ha. Ok, tiếp theo là cái code thứ hai. Rồi, đây sẽ là cái code cuối cùng nhá. Đây. Ok, thì sau khi nhập tất cả cái code, mình cũng được khoảng 900.000 Belly cộng với cả 8 cái gem. Và mình cũng được khoảng một lần reset start ha, miễn phí. Đó. Thì các bạn có thể nhập những cái code này bằng cách copy ở dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn thích đừng quên để lại một like, share, subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye.